Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Hiện tại thì mình đang đứng ở trên nóc cái nhà kho nè. Và mình đã kêu Blaze Falcon nè, Storm Falcon đứng cạnh Folly Falcon luôn ha. Bộ ba này thì hôm nay mình sẽ rất là cần trong cái việc cực kỳ quan trọng ha. Và đầu tiên thì mình sẽ gom toàn bộ cái số thức ăn cho rồng của mình để mình chia cho... Ê, bậy rồi. Nam e, né các em. Thấy đều ăn cái mắt sáng rỡ lên liền, đi xuống dưới. Giờ chưa tới lúc đâu, giờ ưu tiên cho mấy đứa em đi. Trời ơi, có mấy em rồng kìa. Thiệt luôn á. Thôi, đứa ăn ít thôi nha, nè cho đứa một miếng nè. Không có vòi thêm á, anh không có đủ đâu. Rồi còn chia cho mấy em này nữa. Đây, mình sẽ cho Play Falcon lên cấp 100 trước ha. Đó, mình sẽ lần lượt cho hai em này lên 100 luôn. Rồi, tiếp tục chia ra thôi. Hôm nay là gom hết số thịt luôn rồi đó. Bây giờ muốn có thêm cũng không có đâu á. Lớn lẹ đi. Trời, lớn nhanh chưa kìa, 78 rồi nè. Ui, mình nghi không đủ quá. Có nào không đủ không trời? Em kia mới cấp 16 hả? Mình nghi không đủ quá. Rồi mình sẽ cho Blaze Falcon lên 100 trước. Rồi, Blaze Falcon đã 100 rồi nè. Giờ tới Storm Falcon ha. Rồi, mình nghi rồi. Chắc không đủ quá. Tại vì hôm nay mình cần 3 em lên 100 lần chứ không phải là 2 em giống như lần trước á. Quá trời tốn thức ăn rồi. Vậy là một xíu phải đi lấy thêm thịt bò rồi đó. Rồi. Ui, sao hết chăn được rồi. Đi đây. Ok. Bây giờ mình, oh no, mình cho ăn nhiều quá, bây giờ không cho ăn được rồi. Nó chuyển sang chế độ muốn cho mình cưỡi rồi. Ok. Rồi lọt dưới luôn rồi. Giờ cho ăn lại coi được chưa. Đây, giờ cho ăn tiếp được rồi nè. Nãy cho ăn vội quá. Rồi tranh thủ nha em. 84 rồi đúng không? Ok, thêm 16 phần ăn nữa. Rồi xong rồi, chuyện này Folly Falcon không đủ thức ăn để lên 100 rồi. Rồi xong phim. Storm Falcon cũng đã được 100 level rồi nè. Hồi né đi Nightmare. Có cái mặt Nightmare đi xin ăn nhìn đúng mất cự luôn á. Trời đất ơi, có mẹ kìa. Nè con miếng thịt này ăn đỏ đi. Em gồng cà lan thì mình không có đồ cho ăn đâu. Trên người mình đâu có đất đá hay là than hoặc là kim cương đâu. Giờ tới Folly Falcon á. Ui, cũng có thể đủ á. Ừ, hình như đủ. Hên quá. Trời, cứ sợ là không đủ chứ. Nhưng mà vẫn có thể đủ ha. Đây, Folly Falcon hiện tại cấp 35 đi. Mình sẽ thử mình... Ờ, cái này còn nhỏ quá, không được. 35 chưa cưỡi được. Okay, giờ mình sẽ lên một phát 100 luôn đi. Kiểu gì 100 thì cũng sẽ cưỡi được ha. Rồi, lớn lên nhanh đi. Máu em này thì cũng ở mức tương đối thôi ha, chứ không có gọi là nhiều quá. Ồ, hình như tới giai đoạn này mình có thể... À, cửa được rồi. Wow, đẹp ghê ha. Công nhận Folly Falcon có đôi cánh đẹp ghê luôn á. Ồ, đằng kia có... Có... Em gồng này tên gì ta? Quên mất tiêu rồi. Hai rớp Terra màu hồng hồng kìa. Trời ơi, đẹp vậy. Đáp vô nhà mình luôn nè. Wow, được thiệt. Trời, còn lấn Storm Falcon ra giữa biển luôn rồi kìa. Công nhận đẹp ghê á. Mình không có em nào kiểu dạng màu đặc biệt hết á. Phải có chắc mình nha, đi khoe khắp nơi luôn quá. Rồi, giờ đáp xuống đi em. Trời, mưa luôn rồi. Tranh thủ ăn lẹ không thôi. Dầm mưa ướt nhẹp bây giờ. Rồi, lớn mau nha. Rồi 80 rồi. 20 phần ăn nữa thôi. Cố lên. 20 phần ăn cuối cùng. Màu lớn nha em. 95 và 100. Yay. Như vậy thì bộ 3 Storm Falcon, Play Falcon và Folly Falcon của mình đã lên 100 rồi. Giờ thì mình sẽ vô trong nhà để trú mưa cái đã. Quá trời quá đất mưa rồi. Vô nha.
cất mấy thứ lặt vặt vô trong lại. Rồi và bây giờ thì mình sẽ tiến tới công đoạn chế tạo ra những cái DNA orb ha. Và cái này thì mình sẽ cần thêm những cái mana infused in God nè. Rồi từ từ để mình nhớ lại coi. Cái này, cái orb đâu rồi? Không, cái đó là DNA. Đây, empty DNA orb là mình cần phải có thêm vàng nữa. Ok, lấy vàng sao luôn. Mình sẽ qua cái nhà cũ mình để mình lấy thủy tinh á. Tại vì thủy tinh mình nung xong mình nhét vô đây hết rồi. Thủy tinh đây nè. Bây giờ thì mình sẽ làm những cái kính trước ha. Những cái mana infused glass nè. Rồi, sau đó thì mới tới là cái này. Ủa, phải mở bàn chế tạo lên mới được. Đây, mình sẽ cần 3 cái ha. Yes, vừa đủ luôn. Rồi, và bây giờ thì chỉ cần lấy thêm cái cày cắt DNA thôi là mình đã có thể tiến hành công việc trong ngày hôm nay rồi. Đây, lấy ra. Rồi, chuẩn bị tới công chuyện nha mấy cưng. Anh cho mấy cưng ăn no rồi, bây giờ tới anh thịt chứ. Ăn nhầm. Lấy DNA chứ. Nói lấy DNA cái này mẹ bay mất tiêu à. Trời ơi, tưởng thế nào. Rồi, giờ thì lần lượt là Play Falcon trước ha. Đó, mình đã có được DNA của Play Falcon rồi nè. Xong, giờ thì tới Storm... Ủa gì, Foley Falcon ha. Foley Falcon. Đấy, có được DNA của Foley Falcon. Và cuối cùng là Storm Falcon thôi. Đây, Storm Falcon. Cắt một cái. Xong Vinh. Như vậy thì công đoạn cắt DNA cũng đã xong rồi. Ui trời, mưa lắc quá. Lắc. Lý do mình không dám cho rồng vua lên 100 á là tại vì hiện tại rồng vua mới cấp 29 thôi, mà đứng gần mình đã lắc như vậy rồi. Ví dụ mà lên 100 một phát chắc lắc nổ máy luôn á, nên mình cũng hơi nhát không dám cho rồng vua lên 100 á. Rồi, và ngoài ra thì mình cũng cần phải có một cái trứng bằng sắt nữa thì mình mới có thể tiến hành tiếp cái công đoạn trong ngày hôm nay. Đây, mình sẽ làm một cái trứng sắt ha. Rồi, và bây giờ mình sẽ cho vô cái DNA combiner này. Sẽ cho lần lượt là Play Falcon, Poly Falcon và Storm Falcon vào, cũng như là một cái trứng ha. Và chuẩn bị nè. Đó. Nó chạy rồi. Và boom, Hydra Egg. Yeah, công thức của nó nè. Mình đã làm xong rồi ha. Rất là đã luôn. Đây là trứng rồng Hydra. Và bây giờ thì mình sẽ cho vô cái DNA incubator này để cho nó tiến hành quá trình nướng cái trứng này lên. Cái nướng trứng này cũng mất khá là nhiều thời gian đó, nên mình trong lúc chờ đợi mình cũng có thể đi làm những công việc khác ha. Thức ăn cho rồng bỏ lại vô đây đi. Và cái fossil dragon này mình biết rồi, nó dùng để làm cái một em rồng xương á. Nhưng mà để sau này đi, mình có rồi mình sẽ làm cho các bạn xem. Giờ thì mình chưa có dùng tới được cái này đâu. Giờ còn gì nữa không ta? Giáp. Đúng rồi, hổm rai á, cái bộ giáp của mình. Ui trời, Enderman đi đâu vậy? Hổm rai bộ giáp của mình nó nét bét hết trơn rồi. Nhất là cái ổn nè. Mình thì cũng không có còn nhiều bẫy rồng để sửa nữa. Hay là bây giờ mình chịu khó mình làm cái ổn mới đi nhờ. Cái ổn với cái nón mới đi. Mình có bẫy rồng đồng nè. Đó, mình sẽ làm tạo một cái set đồ mới ha. Ồ, cái quần mình có nên làm một cái quần mới không ta? Cái quần này chất lượng cũng không có tốt đâu. Nó có dòng Death Odium á. Cái áo thì tốt nè, mình sẽ sửa cái áo lại. 1, 2. Rồi, sửa cái áo lại thôi ha. Sẽ làm cái quần mới luôn. Quần mới tinh. Rồi, nón mới tinh nè. Ổn cũng mới tinh luôn. Xong, đi ra ngoài cùng hóa với mình. Để mình lấy ngọc Luli cái đó. Zumba. Làm gì đây? Mình biết rồi. Kiểu gì nó cũng gình, nó cắn lén mấy em rồng của mình à. Tại vì mấy em rồng của mình ngủ là mấy con quái vật nó ưa cắn lén á. Mình không chấp nhận được chuyện đó. Mình sẽ đi ra ngoài mình cường hóa cái. Cường hóa xong rồi vô ngủ liền á. Nãy giờ dầm mưa nhẹp rồi. Nãy giờ mưa dai ghê chưa hết. Nữa. Cầm pháo hoa đi. Đi bắn pháo hoa tầm bậy à. Đi ra chỗ khác. Rồi vô. Cường hóa. Ổng. Feather Falling. Ê được. Cái dòng này giúp mình không sợ té. Mất quá nhiều máu nè. Hợp lý. Trời ơi, còn có chậm hỏng nữa. Quá im. May
Affinity. Còn cái quần Protective Protection, bảo vệ con vật được bắn ha. Ô có bảo vệ 3 nè. Ô ví dụ mình lấy bảo vệ 3 mình ghép vô cái quần, quần cũ của mình là được bảo vệ 4 á. Ô cũng được. Lại là Protect Protection Ender Eye cấp độ 10 luôn. Ui cái gì á, cái dòng này lạ vậy. Đôi mắt của người Ender nè. Wow, dòng này lạ, dòng này lạ. Mình thử mình mặc thử coi. Khá là lạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ vô trong để mình tách một số thứ cần thiết đối với mình thôi. Không biết lần trước mình còn cái ổng multi-jump không ta. Mình nhớ mình có cái gì multi-jump, double jump gì nữa nè. Đây đây, ổ multi-jump đâu rồi. Ôi ơi, cái gì bắn đùng đùng đây. Ủa bây giờ mình nghe cái gì tiếng động lạ là mình phải ra mình canh chừng nha. Nhiều khi mấy em rồng của mình nha tự xử nhau đấy. Tiêu biểu là trường hợp rồng phụng hoàng, phụng hoàng xanh lần trước xử em Life Fury của mình á, không có dẫn chơi được. Để mình kiếm cái ổng coi. Ủa mình nhớ cái ổng đâu rồi ta. Đây đây, multi jump cấp độ 5 nè. Cái gì đùng đùng qua vậy? Em nào phá vậy? Ui Foley Falcon ơi, bớt lì là em. Thiệt tình á. Mới cho em lớn mà em vậy đó. Hư hỏng quá đi. Mới cho lớn xong đi bắn, đi cà khịa tùm lum hết. Rồi, mình sẽ tách cái dòng multi jump này ra ha. Cấp độ 5 lận là mình nhảy ha, liên hoàn luôn á. Đây, tách ra. Cho nó vô, cho nó vô. Rồi, lụm gạo, lụm gạo. Tách trong cái quần này ra. Ừ, lấy thêm cuốn sách nữa. Tách trong cái quần này ra một cái. Rồi. Úi. Sao nó tách ra cái dòng Death Odium? What the... Oh no man. Trời ơi. Nó tách xong cái mất cái quần luôn. Trời à. Ba tách đi vào lòng đất thì chứ. Rồi trước mắt mình sẽ ép cái ổng trước ha. Ổng nè. Multi jump. Đó, em ổng xịn, ổng xịn. Có chậm hỏng luôn. Quá em. Cái nón để coi. Cái quần. Cái nhờ. Thôi cãi đi, mặc luôn đi. Mệt quá. Định tách kiếm thêm bảo vệ cấp độ 4, ai dễ mất luôn cái quần à, mất luôn cái bảo vệ luôn. Su cà na thiệt. Rồi không sao. Và nãy giờ thì mình ở ngoài cũng khá là lâu rồi, không biết bên trong này cái trứng rồng của mình nó nướng tới đâu rồi nữa. Coi. Ồ, xong rồi. Đập trứng với mình, Oh no. Đập trứng. Peng. Đó, xong rồi nè. Yeah. Mình đã làm xong cái trứng rồng hai ra rồi. Thức ăn cho rồng mình còn có 14 thôi. Kệ. Có nhiều thì mình sẽ cho em rồng mới ăn bấy nhiêu ha. Bên này chặt rồi, qua đây đi. Em rồng mới là rồng hai ra ha. Cho xuất hiện nè. Hai ra. Rồi chuẩn bị. Tên tên. Đẹp chưa? Đây là em rồng kết hợp từ ba em rồng á. Rồng ba đầu nè. Trời ơi. Vừa có sấm, vừa có lá cây, rồi vừa có lửa nữa. Quá là xuất sắc luôn. Ôi, đi gà chỗ khác dành ăn với em ha. Và bây giờ thì mình sẽ cho rồng hai ra ăn á, ăn sơ sơ thôi. Để coi hai ra thì vừa có thể ăn trái cây rồi vừa có thể ăn thịt nên cũng khá là dễ nuôi ha. Đi gà đi nào, cho em ăn mà. Ok, rồng vua, đừng rồng vua, tém là rồng vua. Rồi thôi xong luôn, hiểu luôn rồi đó, nhỏ mới ra thôi mà bị quá trời anh chị em dành ăn rồi. Sao lớn nổi đây. Bay qua đây cưng. Ủa. Ui chết. Con này ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác. Mình sẽ kêu em ai ra theo mình. Ôi mấy em này đừng có đi theo nữa. Cứ đi dành ăn với em thôi. Đi xuống đây cưng. Đâu rồi, hai ra đâu rồi. Đây xuống đây. Lẹ nào. Kìa. Ui đây, ghi đây. Đó thấy chưa.
Mình thấy bữa nay Folivacan quá đáng lắm rồi đó. Cái gì đây? Trời ơi, còn định đốt mình nữa kìa. Thôi lại đây nào. Mình phải cho rồng Folivacan ngủ mới được chứ. Em rồng này quá trời nghịch ngợm rồi. Không chấp nhận được luôn á, ngủ đi. Ngủ giùm cái. Sợ thiệt. Rồi, ăn đi hai ra. Ăn đi cơ. Đây, trời trời ơi. Cái này mà lớn lên chắc đẹp lắm á. Ba đầu luôn mà. Quá xá dữ luôn. Ủa, mình hết đồ ăn rồi. Mình chỉ đủ cho ăn vô đây thôi à. Hai ra. Đây. Rồi, ngồi yên đây nha. Nightmare đâu rồi? Nightmare mình sẽ cho cậu lệnh ngồi yên chỗ coi. Chứ phải tới bay lui mệt quá đi. Quái chạy đậu thiệt. Phanh lại. Bay nhanh quá. Rồi, tới nơi. Và công việc tiếp theo của mình là mở cái công trình này ra. Tại vì cái công trình này là một cái cánh cửa, mình cần phải có một cái chìa khóa con ếch giống như vậy nè thì mới có thể kiểu như là đột nhập vào được. Đó, bây giờ mình sẽ thử kích hoạt lên ha. Đó. Ui. Oh my god. Hình như mình đang dịch chuyển tới một vùng đất mới. Holy. Rồi. Tới công chuyện luôn. Mình lạc vô xứ sở của những con ếch rồi. Ở đây quá trời ếch nè. Ê, bình tĩnh. Mình sẽ đứng ở trên cao một xíu cho mấy con ếch này không đánh được mình. Tại vì nó đánh mình là mình bị trúng độc liền. Cẩn thận. Còn có những cái cột gì bắn lên cái gì ghê vậy? Ủa, còn có con gì á? Còn con ếch cá sấu nữa. Ôi sao bị chóng mặt rồi, cái gì? Những cái nấm ở đây cũng có độc. Ô, phù thủy. Phù thủy ếch. Ui, còn có phù thủy ếch nữa. Kìa. Phù thủy ếch. Ash. Khó chịu thiệt. Phù thủy ếch nè. Tiêu diệt được rồi. Rồi còn có chiến binh ếch nữa. Ui, trời. Chiến binh ếch nè. Bình tĩnh lên nào mấy cưng. Bình tĩnh lên nào. Mấy con này nó hung quá. Bây giờ vô vùng này mình đúng yếu luôn á. Rồi, đằng kia còn có rất là nhiều con nữa cơ. Không biết là có làm spawn hay không mà nó đẻ ra quá trời quá đất luôn. Mình cầm cung mình giữ khoảng cách đi ha. Chứ bây giờ đánh cần chiến là mình thấy đánh không lại rồi. Rồi, có những con nó miễn nhiễm với cung luôn kìa. Ghê thiệt. Ếch nè. Ui dồi, mình đụng vô cái gì á. Rồi nó bị chóng mặt buồn nôn rồi cơ. Khó chịu thiệt. Mình ghét nhất là chúng độc với dính cái buồn nôn á. Rất là khó để chiến đấu. Ui, cẩn thận. Bây giờ mình nghi là mình phải vô trong cái cây này nè. Chết, đường đi rồi. Mà dưới ếch không. đường là một người liễn đồng mà sợ mấy con ếch chứ. Đúng khó chịu luôn á. Bắn trước đi. Tiêu diệt nó. Rồi, vô. Vô không sợ nữa. Ui, đằng kia còn có ếch ninja nữa kìa. Rock ninja. Để mình qua mình chiến đấu với ếch ninja thử. Nè, ếch ninja kìa. Wow. Ếch ninja nè. Mấy ếch cá sấu. Ếch cá sấu đi kìa. Ếch ninja nè, tiêu diệt luôn. Im. Con này đi ra chỗ khác. Ở đây có cái gì đây? Danger. Ui, nó có biển cảnh báo nguy hiểm nè. Mà mình lỡ vô rồi. Ui, mấy cái này không cho mình đập luôn. Wow. Ui, mắc kẹt. Không cho đi qua. Ở đây còn một thanh niên. Ếch ninja nè. Ếch ninja, tiêu diệt luôn. Trời ơi, mấy con này nguy hiểm nha. Phù thủy ếch hả? Phù thủy ếch mạnh lắm nha. Phù thủy ếch.
Xong phim chưa? Chưa xong nữa. Ui, cảm ơn cái này đúng lâu luôn á. Cái hướng bên đây thì... ấy, đằng kia có con ếch cấp 50 kìa. Nhưng mà mình không có qua được. À, ở đây có cái cửa là mình bắt buộc phải mở cửa nữa nè. Heavy door. Heavy door key. À, mình phải có chìa khóa mình mới mở được. Nữa nè. Oh my god luôn á. Hết chìa khóa rồi, mình hết chìa khóa rồi. Bây giờ mình phải đi săn thêm chìa khóa nè. Ra là vậy. Ở bên trong đó có một cái con ếch cấp 50 kìa, mình thấy. Này này nè, đứng ở đây là mình có thể thấy được con ếch đó luôn á. Ồ. Ra là vậy. Được, bây giờ hãy cùng mình đi săn những cái thanh niên ếch ninja để lấy thêm chìa khóa nè. Ồ, ở đây có những chiến binh nữa. Làm chứng minh luôn. Lại là có chứng minh. Nhiều vậy. Ninja mà đánh lén. Ninja đánh lén nè. Này thì ninja đánh lén. Không có được. Cái dùng này quá trễ đọc rồi. Trời đất. Mình. Chúng đọc liên tục luôn á. Đây. Pyro Ninja nè. Sẽ qua để chiến đấu với Ninja. Ninja nè. Lượm cái chìa khóa liền. Ở đây còn có. Có thể đổi đồ Ninja nè. Nhưng mà mình cần phải có những cái token. Có cái token thì mình mới đổi được đồ Ninja. Ê, được á nha. Được á, mình farm một hồi đủ tiền á. Rồi, dăng game luôn rồi. Okay. Lượn một vòng á thì mình phát hiện ra ở đây nó còn có một cái hang động nữa. Hang động thì khá là đặc biệt ha. Từ từ. Để mình giết hết mấy con này mới vô được. Trong đây nó còn có 7 gai nữa nên phải cẩn thận. Đây rồi. Coi bên trong này nó giấu gì đây? Hình như đây là hang động khoáng sản thì phải. Mình thấy có rất là nhiều ngọc lục bảo luôn. Còn những cái bộ xương khô nữa, trời đất ơi ghê vậy. Đừng làm tôi sợ mà men. Có ninja. Pháp sư. Pháp sư. Mình phải tránh né mới được. Pháp sư này tấn công đau lắm. Ít đi kìa. À, như vậy thì đây chỉ là một cái hang động thôi, chứ nó không có trứng rồng hay gì hết á. Là mình cứ nghi trong đây nó có trứng rồng. Nhưng mà có một điều là trong đây có rất là nhiều ngọc lục bảo nha. Hình như gai. Có 7 gai á. Rất là đau luôn. Phải thiệt là hẳn rộng. Đó. Lắm. Rồi vô đây. Rất là nhiều luôn nha. Kiểu ai mà muốn làm giàu, muốn kiếm thêm ngọc lục bảo á, qua thế giới này là đúng bài luôn. Rất là nhiều ha. Nãy giờ mình đào mới xíu thôi mà được 16 quặng rồi nè. Xíu về nhà mình dùng cúp gia tài mình đào ra thêm. Có ít. Ninja S nè, xin cái chìa khóa. Im vô đây cũng có thêm chìa khóa nữa. Quá xa đã. Rồi. Đây nữa. Trên này còn gì không? Ui, trên đây còn ngọc lục bảo mà. Xíu quẩn mình quay lại mình đào sau cũng được. Giờ thì mình sẽ cố gắng đi vô chỗ của con S trước rồi đã. Tại vì có chìa khóa là mình phải tranh thủ mình vô liền. Thôi đi, kệ mấy con này. Kỹ thuật bác cua. Một xíu quay lại mình sẽ mua đồ sao? Hay là mua đồ luôn nhờ. Nhiều khi mình không có cơ hội quay lại á. Mình tiêu diệt mấy anh chiến binh này luôn đi. Chiến binh. Trời, chiến binh muốn đau vậy. Chiến binh nè. Xong phim. Mua đồ lẹ. Ổng. Né ra mấy con kia đừng có đánh ta coi. Mua thêm cái nón nữa. Ui chết rồi, mình không đủ tiền mua cái quần rồi. Oh no. Đừng văng game nữa nha. Ok nữa, sao là mỗi lần đụng vô cái bát đó là văng game à. Vô lẹ một hồi nó văng game nữa bây giờ nè. Bây giờ làm gì cũng phải tranh thủ mới được. Rồi xong phim. Úi tới luôn rồi. Hình như đây là cánh cửa cuối cùng. Đây. Trước mặt mình là Vrogan. Ok, đừng
Làm ơn. Thôi, không găng em, Ồ, bây giờ đây là cái rương. Cái khiên, cái khiên lá súng nè. Chân ếch slam. Còn gì khác không? Có chậu nữa. Ui, chậu có quán sản. Ủa? You are not owner of dragon. Ủa, bây giờ làm sao để mình Dungeon Portal lại có thêm một cánh cổng nữa. Ờ, không biết có cách nào để thu phục dragon không ta? Ở trên này có ngọc lục bảo đẹp chứ nha. Thôi để đó đi. Dragon thì ăn táo thì mình không có. Chắc mình sẽ thử qua cái cánh cổng này nha. Từ một cánh cổng là dẫn một tới cánh cổng khác nữa. Bắt đầu sợ rồi đó. Coi cánh cổng này dẫn đi đâu nha. A few moments later. Ok. Nó cho mình đi về à. Trời. Không được. Trở lại. Ủa? Để coi. Hình như mình phải thu phục cái con ếch đó thì phải. Dragon, như mình phải thu phục Dragon thì phải. Nhưng mà thu phục kiểu gì ta? Chẳng lẽ mình đút ăn? để mình về mình thử mình lấy cà rốt trong kho mình coi, mình đút ăn thử coi. biết đâu được. Rồi ăn đi đại ca. Ok chưa? Ăn đi. Ăn nhiều đi. Ăn miếng nữa đi. You are not honor dragon. Ở đây nó có cái trứng thì hay á. Nhưng mà không, ở đây nó không có trứng. Nó có cái rương này. Ồ, cái rương này lấy gì được? Ế. Im. Cái rương hình con ếch ha. Mấy cái đá này mình đạp thử coi. Đây là cái tượng. Ủa chết. Thôi để lại. Có dấu gì ở đây không nhờ? Không có gì hết. Ủa chứ làm sao để thu phục em này ta? Khó ghê á. Đây là một em ếch. Mà với em ếch này thì mình có thể sử dụng để mình lai ra rất ra thêm một loài rồng nữa. Có vẻ là mình dụ bằng thức ăn có vẻ không ổn rồi. Mình không phải chủ của dragon. Sukana vậy. Tiếc thế nhờ. Phải ở đây có cái trứng thì còn đỡ một xíu. Đằng này không có trứng gì hết. Chẳng lẽ chỉ được ngắm nhìn thôi sao? Mà không được. Qua bên kia mình đụng vô cái bác bán đồ đó lại văng game nữa. Không nên. Rồi sao 7749 lần search Google thì cái này muốn có trứng là mình phải hên xui mình mở rương á. Như mình hồi nãy là xui rồi, mình mở ra cái rương không có trứng rồng á. Trời ơi. Nếu mà mình có một cái trứng rồng Rogan á là sau khi mình up là sẽ được một em y gan như vậy luôn á. trong luyện rồng bây giờ mình chuyển sang luyện ếch hết trời. Nhưng mà nói chung thì mình sẽ cố gắng tìm những cái ngôi đền ếch giống như vậy ở những chiến cấm ở sau ha. Hơi toan á. Nhưng mà thôi kệ, chịu khó đi. Bye bye ếch nha. Xin được cái rương là được rồi. Chứ được cái khiên nữa nè. Mình có cái khiên lá súng nữa. Kệ cũng được. Cũng như là chiến lợi phẩm bù trừ lại ha. Wow. Trên cái đường đi tìm những cái ngôi đền ếch tiếp theo thì mình phát hiện ra có một cái ngôi đền khác ở bên đây nữa nè. Được vậy. Ngôi đền khá là to luôn. Nhưng mà hiện tại thì mình sẽ để Elemental ngủ một giấc ở đây cái đó. Hoặc là đứng yên ở đây đi nha. Đừng có đi lung tung nha em. Để một mình đi khám phá thôi. Xung quanh đây có rất là nhiều rồng hoang dã nè. Cũng như rồng hung dữ luôn. Đây đằng này có con rồng hung dữ nè. Kìa. Nó định làm gì dưới á. Ghê quá. Ui, ngôi đền này là lại một ngôi đền mê cung nữa hả. Thôi chắc bây giờ mình sẽ xuống dưới mình sửa con rồng này thôi. Sửa nó. Ít máu nhưng mà mình vẫn cố gắng sửa nó cho các bạn xem. Mình khô máu nó luôn. Mình kháng lửa rồi mình sợ gì. Nó mạnh đấy. Không lửa đi. Ta không có sợ lửa người đâu. Vô. Lấy thêm 7 lồng nè.
Nó nửa cây máu rồi, nó sắp đi đai với mình rồi. Cố lên. Một nhát nữa. Một nhát nữa, em rồng, kết liễu nó đi em rồng. Hay lắm. Rồng tính ra cũng tiếp mình đó nha. Được em. Hợp lý. Đấy, anh em xương máu vậy vậy. Thấy mình gặp nạn là bay lại trợ giúp liền. Được. Vinh danh cái tinh thần đồng đội đó. Rồi để bây giờ mình sẽ lấy thịt con rồng này cái đó. Coi được bao nhiêu vảy rồng nha. Không biết được bao nhiêu đây. Ui có vẻ nhiều đấy, ba sắp luôn nè. 41 cái vảy rồng. Quá ngon. Xương rồng nữa nè, lượm luôn. Rồi, ok. Và cái ngôi đền này á thì mình đã từng khám phá rồi ha. Ở dưới này là một cái dạng mê cung thôi, nên tạm thời lướt qua cũng được. Ui đằng kia là rồng gì mà lạ vậy. Ui, ở đây có rồng mới nè. Rồng này đẹp lắm. Tên là Death Spear gì đó. Có hai cái răng kìa. Trời ơi trời 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 ơi. Rồng gì mà đẹp với ngầu dữ vậy. Ủa Elemental đâu rồi. Trời ơi Elemental đi cà khịa đằng kia nó trời. Nguy hiểm vậy. Đằng kia xa xa còn có con rồng gì phun lửa nữa cơ. À phía đằng kia là rồng Elemental đang chiến đấu với con rồng gì đó. Một trận chiến với hai con rồng khác nhau. Mình rất là thích xem những trận chiến giống như vậy. Để mình coi con rồng nào sẽ chiến thắng nha. Ủa, con rồng dưới cũng là rồng mới á. Mình nhìn lạ lắm. Để mình nhìn coi có cái tổ rồng không. Lúc mà nó chiến đấu là lúc sơ hở để mình có thể lấy được trứng rồng đó. Mình sẽ cưỡi em rồng nào ta. Cưỡi rồng... Rồng nào qua đó lấy trứng rồng vậy? Nhiều rồng quá. Rồng Ice đi. Rồng Ice hổng ra không có cưỡi nè. Đi em ơi. Đi. Nó đang quấn nhau rồi. Nó không ai biết anh em ở đâu. Mình lượn ngang mình kiếm cái trứng rồng rồi anh em mình chuồn thôi. Hôm nay mình phải có một cái trứng rồng mới được. Ui nó tấn công. Ui con Elemental nó dí theo nó tấn công mình với em rồng Ice. Chạy em ơi. Chạy, nếu bay thì mình chạy thôi. Kiểu gì nó bắn có một à. Đừng sợ, đừng sợ. Giờ quan trọng là anh em mình phải tìm được cái trứng rồng ở đây nè. Ồ, khúc này không có trứng rồng rồi. Buồn vậy. Mình thấy có hai con rồng đen đen hồi nãy luôn á. Mà không có thấy cái tổ của nó ha. Kỳ cục hay. Đáng lý ra phải có cái tổ chứ nhờ. Dùng này thì sao? Ồ, dùng này thì có cái danh trại. Được, được, được. Vô đây mình sẽ kiếm được những cái... chìa khóa Fire Nation ha. Cũng tốt, cũng tốt. Để mình dẫn em rồng A vô trọng cà kẹo bọn chúng. Lâu lâu phải cho rồng A thể hiện chứ. Đâu, bọn chúng đâu? Bước ra đây. Xuất hiện đi mấy tên nhóc. À, không chịu xuất hiện chứ gì. Không xuất hiện thì mình vô tới trong mình tìm luôn. Ui, đây, 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 đây. Sawman nè, lượm cái chìa khóa. Ui, tên pháp sư lửa, pháp sư lửa. Pháp sư lửa. Mình có khiên mà sao vậy? Có khiên mà. Cắt chế liền. Ở đây mình farm được những cái chìa khóa khá là tốt ha. Còn có đồ ăn. À, có thêm một cái mảnh bản đồ nữa nè. Đúng rồi, mình vô đây mình lượm mảnh bản đồ. Hợp lý. Ui, nó còn có golem nữa. What the hell. Golem nhung nham. Lần đầu mình gặp luôn. Trời. Cái gì? Này, nửa con nữa. Thêm con nữa, trời. Lậm luôn. Combo pháp sư. Ô, này pháp sư nè. Ui, tính ra vô đây farm cũng đã lắm á. Farm quá trời mấy cái chìa khóa luôn. Được. Mình lại có thêm một cái mảnh bản đồ rồi. Mình gần đủ để mình làm ra cái bản đồ bự rồi đó. Mình còn thiếu một mảnh nữa thôi. À, tên này không giữ đấy. Lượm thêm cái chìa khóa nữa rồi chuồn. Lượm cái chìa khóa của nó. Rồi đủ rồi. Đi thôi chúng ta đi thôi. Ui ở đây còn con nữa. Farm nốt luôn. Cơ hội để mình farm chìa khóa. Đấy. Đấy. Rồi xong chuồn. Đủ rồi. Quá đủ rồi. Ui có cái tên này lạc trôi không rồi. Elemental xử nó em. Bay xuống xử nó cho anh. Nào. Trời ơi em ơi, em không thể hiện cho nha em. Buồn thiệt á. Anh em cây khế gì là chết rồi. Thôi đi em.
Let's go. Bỏ dùm này đi. Ở đây có cái con zumba gì nữa. Đâu rồi, mình mới thấy nó đâu bên đây nè. Đây, zumba dân làng. Zumba dân làng. Ui, mình nhắm zumba dân làng mà bắn chết con xương rồi. Rà ma trúng quỷ. Nhắm con này bắn trúng con kia chứ. Bó tay mình thiệt. Thôi đi tiếp. Mình phải gán tìm một cái trứng rồng mới được. Không lẽ hôm nay xui đến mức không tìm được cái trứng rồng là sao ta. Sukana thiệt. Đi khám phá xong về phát hiện con chó nhà mình bị con nào đánh máu me tùm lum một me hết trơn. Thôi em tôi ăn xương rồng không em? À không, ăn xương rồng không được. Để tôi cho em chó sói từ từ hồi phục mới được. Mình đút thức ăn thì cũng không có hồi phục được á, nên khá là khó luôn. Ôi, không biết cái quân ác nhân thất đức nào nữa quấn em chó sói của mình. No. Và nói chung trong ngày hôm nay mình không có tìm được một cái trứng rồng mới đó, khá là buồn luôn. Nhưng mà mình có một cái em rồng mới khá là tốt ha. Đó chính là em rồng Hyra. Đó, rất là đẹp luôn. Ôi. Ôi nhưng mà như mình biết tại sao rồi. Như tại mình thì phải. Tại cái nón của mình có cái dòng Bethylene Odium nè, nên em chó mới mất máu hay sao á. Ôi trời, anh xin lỗi nha em, anh không có ý đâu. Và mong rằng thì mình sẽ sớm có đủ thức ăn để nuôi Hyra mau lớn á. Mình nghĩ cưỡi Hyra đi khám phá là bao ngầu luôn á. Tại vì đây là em rồng ba đầu đầu tiên mà mình sở hữu á. Rất là háo hức luôn. Rồi, và các bạn đã đồng hành cùng mình trong chuyến khám phá ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.